Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 108. Hòa Thượng Minh Quán. Hòa Thượng kể, khi đời Dân Môn, tôi đến chùa Lục Dung ở Quảng Đông trước. Lão Hòa Thượng Hương Dân phái Hòa Thượng Minh Quán làm phương trưởng ở chùa này. Chùa có khoảng 30+ vị xuất gia. Lão Hòa Thượng Minh Quán có chút công phu, nhưng không có phước báo gì mấy, nên cả đời thường bị lận đận. Ngài giảng kinh Kim Cang tại chùa Lục Dung và lập nguyện lực kiên cố, quản thúc đại chúng tu hành. Lúc tôi đến chùa Lục Dung tạm trú, Hòa Thượng Minh Quán mời tôi làm ban thủ, làm đường chủ. Ban thủ là vị đi đầu dẫn chúng trong chánh điện. Ban thủ có thể tùy tiện lên chánh điện hay quá đường, nhưng tôi vẫn làm theo chúng, đều đặn không hề lười biếng. Sau lần đầu từ Hồng Kông trở về Quảng Châu, tôi dự tính qua rằm tháng 8 sẽ trở về Dân Môn. Nào ngờ khi đến Thiều Quan thì giải phóng và giao thông bị cắt đứt. Cho nên dù tôi có muốn trở về đi nữa nhưng cũng không đi được. Thời cuộc lúc bấy giờ rất loạn lạc và Đảng Quốc Dân đã thối lui đến Đài Loan. Lúc đó lòng người hoang mang để muốn tìm cách lánh nạn. Tôi đề nghị với Hòa Thượng Minh Quán ba phương pháp để cấp tốc giải quyết vấn đề tài sản của chùa. Tôi nói cái thứ nhất là vì tiền từ thập phương tới thì nên đem phân phát cho đại chúng, còn tốt hơn là để khoản tiền này ở trong chùa. Chùa chỉ giữ lại phân nửa kia nên chia cho chúng ta. Cho nên ai muốn tị nạn sẽ có tiền lộ phí cho họ, và ai muốn ở lại chùa cũng có tiền cho họ tự lo việc ăn uống. Hòa Thượng nói, tôi không dám đụng đến khoản tiền này vì đó là tiền của thập phương, tôi sợ làm sai bị quả báo. Tôi nói, nếu thầy sợ sai nhân quả thì vẫn còn cách khác nữa. Thầy không nên để tất cả tiền ở Quảng Châu. Y theo thời cuộc thì Hồng Kông nhất định sẽ bảo đảm hơn. Thầy có thể chuyển tiền về đó. Thầy nói, Hồng Kông bảo đảm thật sao? Tôi nói, Hồng Kông sẽ không có vấn đề gì. Tôi còn có phương pháp thứ ba là thầy có thể dời chùa Lục Dung đến Hồng Kông, đem tất cả tượng Phật, tất cả đại chúng đều dọn về Hồng Kông. Rồi thầy mua đất cất chùa lớn ở Hồng Kông, và thầy vẫn làm phương trưởng như cũ. Như vậy nhất định sẽ qua cơn quốc nạn này một cách bình an. Hòa Thượng nói, nhưng tôi không thể theo một cách nào trong ba điều thầy đã nói đó. Ngày 18 tháng 8, tôi vì bị nhức đầu nên không đi khóa công phu khuya. Lúc đó mọi người đều lo âu, không biết phải làm sao, cho nên ngày đó cũng có nhiều người không tụng công phu khuya. Tàn khóa lễ ra khỏi chánh điện, Hòa Thượng Minh Quán vừa đi vừa la lối, mượn hương qua người ta để tu phước huệ cho mình. Người trẻ tuổi đáng lẽ không quản ngại khó nhọc mới phải chứ. Tuy Hòa Thượng Minh Quán là phương trưởng nhưng cũng không dám mắng tôi. Tại vì tôi là ban thủ nên Ngài chỉ nói bóng gió như vậy cho tôi nghe. Và Ngài cứ la như thế mãi không ngừng. Tôi nghe những lời như vậy không được vui, nghĩ rằng lão Hòa Thượng này đã không biết thương tưởng đến người khác. Tôi bị bệnh không lên chánh điện tụng công phu khuya là đã bị Ngài nói rồi. Lúc đó tôi và Hằng Định hai người không có một đồng trong tay. Tôi đi tìm ông ký sĩ Trần Khoan Mãn. Ông ta vừa thấy tôi bèn nói, hôm nay con đi Hồng Kông, thầy đi Hồng Kông không? Tôi muốn đi, ông mua vé cho tôi. Ông bèn mua hai vé tàu cho tôi. Tôi trở về chùa cáo từ Hòa Thượng Minh Quán, nói tôi muốn đi. Ngài nói thầy đừng đi, chúng ta phải cùng nhau sanh tử, đồng chung hoạn nạn. Tôi nói, hoạn nạn tức sẽ đến, nhưng tôi không muốn sống chết với thầy. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa muốn chết đâu. Sau đó Hòa Thượng Minh Quán bảo thị giả của Ngài đưa cho tôi 10 đồng Hồng Kông. Tôi bỏ tiền này dưới đất vì tôi không muốn tiền của Ngài. Tôi rời khỏi Quảng Châu ngày 18 tháng 8 và sáng sớm hôm sau chúng tôi đến Hồng Kông. Đây là nhân duyên đưa đẩy tôi đến Hồng Kông vậy. Hòa Thượng Minh Quán làm việc rất cẩn thận, rất sợ làm sai nhân quả. Nhưng Ngài đã không hiểu rõ thời cuộc, không thể tùy cơ ứng biến. Giải phóng xong, Ngài đem vài rương tiền và vàng bạc muốn chạy đi. Kết quả toàn bộ tiền bạc đều bị tịch thu. Các vị nói có tội nghiệp cho Hòa Thượng này không? Về sau Hòa Thượng Minh Quán đến Hồng Kông. Lúc gặp tôi Hòa Thượng rất hối hận nói, nếu lúc đầu nghe theo đề nghị của thầy thì tôi đâu có cực khổ như vậy. Ngài nói méo máu như muốn khóc. Tôi nói, tuy nay không còn tiền nữa nhưng vẫn hên là rau của thầy vẫn còn đây. Tôi kéo râu Ngài và nói đùa với Ngài như vậy. Trên thực tế, nếu chỉ cần Ngài làm theo một trong ba cách mà tôi đề nghị đó,
Tức khi đến Hồng Kông, mọi sinh hoạt của ngài đều tốt đẹp cả. Thí dụ như ngài thật muốn dời Lục Dung Tự đến Hồng Kông, ngài vẫn là đại hòa thượng, đại phương trưởng của chùa, chứ không giống như lúc ngài mới tới Hồng Kông trong mấy năm đầu đã đi khắp nơi khổ sở, lại mang thêm chứng bệnh nhức răng. Lúc đã thiện thất ở Từ Sơn, Hồng Kông, tôi ngỏ lời tặng ngài khu đại Từ Sơn, nhưng ngài không nhận. Cho nên tôi nói là ngài rất có đạo tâm, nhưng ít phước báo một chút và không có năng lực khai sơn lập chùa. Nếu ngài có sức tạo lập đạo tràng, tức ngài sẽ có biện pháp. Ghi chú: lão hòa thượng Minh Quán sinh năm 1891, là người ở Vũ Xương, Hồ Bắc. Ngài xuất gia năm 1914, năm sau thọ giới cụ túc. Ngài đến Hồng Kông vào năm 1949. Trúc Lâm Thiền Viện, Thuyên Loan, Bảo Liên Tự ở đại Từ Sơn đã nhiều lần mời ngài làm chủ tọa đại biểu. Năm 1956, ngài thành lập Đông Giác Thiền Lâm. Ngài viên tịch năm 1970, để lại tác phẩm Mộng Hoa Tập, vân vân. Hòa thượng gặp ngài lần đầu tiên tại Nam Kinh, huyện Câu Dung, Không Thanh Sơn, và kết bạn với ngài bất kể tuổi tác. Sau hòa thượng gặp lại ngài ở Nam Hoa Tự, Quảng Đông. Ha ha ha, 问什么的说